To cả nhà thờ đẹp lắm. Chị dẫn cho anh cảnh thôi. Về thì cho chị dẫn nghỉ ngơi ta làm cái cảnh nào cảnh. Vừa đẹp lắm. Cái chùa ấy nhờ cái chùa ngay cái dốc ra. À, ngay cái dốc lên lên một cái em. Chùa rất đẹp. Mai ở đấy trong cả sáng này làm cũng vẫn bảo đâu. Thank you.
Tránh dây có như nào mày như nào cho nó mua áo cầu cầm ông cho ông mặc. Đi lên gặp mình. Anh đi đi. Thank you.
Đi đi. Xếp lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
9B là ai nhỉ? 89 Nam Thứ Lê Vĩnh Yên Vĩnh Túc hay là Vĩnh Túc Phú Thọ không nhỉ? Hôm qua con gà lên non lắm rồi. Con gà ngồi ăn cơm phải nhớ lôi lên được. Lương ngày đêm thì lương giờ cho nó tháng triệu bao nhiêu còn ăn ngủ với mình cứ tháng triệu nhưng mà mình thay đua không chừa. Bạn lên đấy, con lấy cho tôi chứ không?
Tức là phải kết thúc. Đó, mai sắc bạc đây. Để đường cho sắc bạc đây này. Đường xuống á. Ờ. Có đầu tư xây dựng mở rộng. Hòa chặt.
đúng rồi. Đứng tay lên, đứng tay, đứng tay im đấy. Thôi. Thế ngang này phải chặt. Bác không cần đâu. Display nó không được. Mình có làm. Chẩn hơi. Không là giám đốc. Không liên quan đến này, không liên quan đến cái. Dạ thưa anh, hưởng ứng chương trình du lịch Việt Nam là điểm đến của thiên niên kỷ mới. Sau gần một năm thì Trung tâm Thương mại và Đầu tư thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chúng tôi đã đầu tư xây dựng khách sạn Hương Rừng. Và đến nay đã đưa vào hoạt động khách sạn Hương Rừng. Chúng tôi có hơn 20 phòng, có đầy đủ tiện nghi. Trong khách sạn có đầy đủ thông tin để hoạt động về trong nước và quốc tế, và có truy cập được cả mạng internet. Và trong dự kiến của Trung tâm Thương mại và Đầu tư chúng tôi thì vào quý tư năm nay thì chúng tôi sẽ xây dựng một khu du lịch sinh thái mới cũng trên cái đất Tam Đảo này. Và trong cái khu du lịch đấy thì dự kiến là có khu bảo tồn động vật hoang dã, khu bảo tồn sinh thái các loài chim thú quý, và xây dựng thêm một cái khu vui chơi giải trí để phục vụ ngành du lịch và tất cả khách trong nước và ngoài nước đi tham quan và du lịch. Thế anh, là cái quan điểm phục vụ của khách sạn Hương Rừng như thế nào, và cái tiêu chí vì sao mình chọn cái tên là Hương Rừng để đặt cho cái khách sạn? Dạ thưa anh, cái tiêu chí chúng tôi chọn cái khách sạn Hương Rừng để mà đi vào cái môi trường sinh thái du lịch trong những năm phát triển tới, thì chúng tôi đã chọn cái từ gọi là khách sạn Hương Rừng để coi như là mình làm môi trường, xây dựng một cái môi trường nó sinh thái ngay trong cái khách sạn của mình, và đảm bảo môi trường nó trong sạch và là một cái điểm nhấn trong cái ngành du lịch mà cái chương trình đang phát triển. Vâng. Báo cáo với các anh là đối với thị trấn Tam Đảo năm nay về phát triển du lịch thì nó có một số vấn đề nó mới so với mọi năm. Thứ nhất là đối với thị trấn thì tổ chức cái công tác tiếp đón khách trong cái dịp nghỉ hè cũng như là vào dịp nghỉ đông, thì năm 2001 thì anh em tổ chức cái đầu tiên về cơ sở hạ tầng, về cái đưa đón khách, phục vụ khách đến nghỉ, ăn nghỉ chú đáo đối với tất cả các nhà hàng khách sạn. Và đặc biệt đối với lại cái mức độ giá phòng cũng như là cái ăn uống toàn bộ là đối với thị trấn là so với những năm trước thì năm nay nó có đổi mới là giá phòng rẻ và ăn uống phù hợp, và đón khách người ta đến người ta rất hài lòng đối với công tác du lịch thị trấn trong năm 2022. Đối với vấn đề mà bảo đảm cái tài nguyên môi trường sinh thái ở khu vực này thì chính quyền thị trấn có những biện pháp gì quy định đối với các cái cơ quan kinh doanh? Báo cáo với các anh, đối với lại công tác về vệ sinh môi trường cũng như là về cái du lịch sinh thái ở đây, và đảm bảo giữ được về cái nền du lịch ở thị trấn Tam Đảo, về đặc thù riêng nó là rừng núi, nên
thị trấn Tam Đảo mấy năm gần đây thì cũng quy định cụ thể về những cái, thứ nhất là đối với nhà khách sạn về cấm đun chặt phá và dùng củi đun để nấu nướng trong bếp là một. Cái thứ hai nữa là đối với tất cả đặc sản thì thú rừng cũng như là những cái da thú nhồi cảnh phong lan là toàn bộ là đối với địa phương là cấm đối với tất cả nhà hàng kinh doanh cũng như là hộ kinh doanh người ta bán hàng ngoài chợ để đảm bảo giữ được cái môi trường trong cho nó xanh và sạch đẹp về đối với thị trấn Tam Đảo. Thì hạn chế được cái mức độ đó thì đối thị trấn thì cũng đã đưa cái ga lên phục vụ cho tất cả các nhà hàng khách sạn đây và là đốt bằng ga bằng than để đảm bảo hạn chế bớt cái mức độ phá rừng và cũng là hạn chế bớt những cái mà nó phá mất cái hệ thống cái du lịch. Anh thấy còn đối với cái như là cái rác thải rồi là các cái cống rãnh ở đây trong khu vực này thì anh có những cái trong năm qua cái cải tạo gì không? Báo cáo các bác là đối với này hệ thống thu gom rác cũng như là hệ thống rác thải thì và một số cái hệ thống thoát nước của thị trấn thì mấy năm vừa rồi thị trấn cũng đã được đầu tư để làm toàn bộ những hệ thống nước thải thoát nước thải là một. Thứ hai nữa đối với này, cái rác thu gom rác thải thì thị trấn Tam Đảo này cũng chưa đóng được những cái thùng rác, thế nhưng mà cũng đã có tổ vệ sinh làm công tác thu gom rác hàng ngày đổ tập kết nơi quy định và xử lý để đảm bảo đến thị trấn là xanh sạch đẹp, không có rác thải ra đường như trước nữa. Vấn đề quan tâm nữa trong du lịch là vấn đề an ninh. Thì ở đây thì công tác an ninh của mình rồi những cái nạn bảo kê rồi cái đoạn dắt khách thì ở đây những cái gì trong năm qua như thế nào? Báo cáo với anh đối với đây nó từng vấn đề một. Vấn đề thứ nhất là về cái công tác mà đưa đón khách thì những năm qua này anh em đã có những biện pháp để ngăn chặn cái đối tượng đưa đón khách, bởi vì thực tế đối tượng này là nó thường là nó ép khách để đưa vào nhà hàng khách sạn ăn thì nó với giá cắt cổ giá cao. Thế nên là trong mấy năm gần đây thì anh em cũng đã tăng cường công tác này nhưng mà dẹp nó cũng chưa được dứt điểm. Thế đối với năm 2022 thì vừa rồi chúng tôi đã có cái văn bản chính thức đưa ra quy định cấm tất cả đối tượng đưa khách lên đây và giao cho công an thị trấn trực tiếp để làm công tác này dẹp để đảm bảo an ninh trật tự an toàn nhất là đối với khách du lịch. Thế lên đây thì đối với năm 2002 thì về công tác mở đường khách chúng tôi sẽ làm cương quyết vấn đề này. Thế còn về công tác an ninh đối với thị trấn Tam Đảo thì là một thị trấn rất nhỏ nhưng đặc thù riêng là đón khách du lịch hàng năm rất đông. Thế đến đây thì về công tác an ninh thì lực lượng công an ở trên này thì chỉ có 3 đồng chí làm công tác công an của huyện cử về. Thế còn đối với thị trấn tôi có 2 ban bảo vệ dân phố làm công tác bảo vệ cho. Và báo cáo với các anh là đối với thị trấn Tam Đảo tôi là về mấy năm tới ạ thì hướng phát triển về du lịch cái thứ nhất là chúng tôi đầu tư xây dựng một số cơ sở tầng. Ví dụ như hiện nay là đối với thị trấn là cơ sở tầng nó vẫn còn chưa phù hợp với một khu du lịch, nhất là đối với lại khu công viên vườn hoa vui chơi và giải trí. Thì năm nay cuối năm 2022 thì chúng tôi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cho khởi công cái dự án đầu tư một trong cái dự án của thị trấn là đầu tư vườn hoa. Cái dự án thứ hai nữa là chúng tôi sẽ là xây dựng cải tạo toàn bộ nâng cấp cái đường nội thị khoảng 4 km đường nội thị. Và cái thứ ba là chúng tôi là đầu tư một số cái trạm biến áp treo để phục vụ cho điện chiếu sáng cũng như điện sinh hoạt đối với tất cả các nhà khách sạn. Mà đấy là cái đầu tư của nhà nước đầu tư vào địa phương. Thế còn đối với lại địa phương thì chúng tôi kêu gọi đầu tư tất cả của các đơn vị, của cá nhân cũng như là của công ty trách nhiệm hữu hạn và của nhà nước và cũng như là của những tổ chức khác toàn bộ trên trong cả nước và cũng như là thế giới để đầu tư vào xây dựng cơ sở tầng thị trấn. Thứ nhất là đối với lại thị trấn thì phải xây dựng một số nhà nghỉ cho khang trang sạch đẹp và phù hợp với quy hoạch là một. Cái thứ hai nữa là kêu gọi người ta vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương để địa phương nó nâng cấp ngày một đáp ứng nhu cầu du lịch và đưa khu du lịch lên một khu du lịch tầm cỡ. Xin anh cho biết trong những ngày du lịch khách sạn ở đây có những gì? Vâng, xin nói là lên Tam Đảo thì đúng ra là một cái địa chỉ mà nó là gần Hà Nội. Cái khí hậu, cái thứ nhất là cái khí hậu và cái môi trường những năm gần đây nó rất là tốt. Khí hậu là nó không phải dùng đến điều hòa mà là ngôi trường được bảo vệ tương đối chắc là cái thứ nhất. Thế còn cái mỗi một năm thì thường ra đến Tam Đảo thì chúng tôi đến một trong những cái khách sạn ở trong Tam Đảo, nhưng mà
càng ngày thì càng đổi mới vào cả cái cách phục vụ hoặc là cũng như là phòng nghỉ là ngày được nâng cấp lên nhiều. Cơ bản là cái an ninh trật tự ở trên này và Tam Đảo này cũng rất là tốt. Về phần khách đi nghỉ là hầu như là không xảy ra một cái vấn đề gì cả. Đấy là cái cơ bản nhất. Và thế mà về chất lượng du lịch rồi là các hoạt động văn hóa du lịch ở đây rồi sinh thái môi trường thì anh có cảm ở Tam Đảo nó thực tế ra cái đặc thù của nó là như thế, nhưng mà vì cái sân chơi của khách lên đây là vẫn còn hẹp, chưa có nhiều cái sân chơi để cho có cái sức thu hút của khách. Và cái thứ hai là về môi trường rất là tốt, nhưng mà cái hệ mà du lịch sinh thái Tam Đảo còn rất là nhiều tiềm năng mà chưa khai thác được. Dạ, như là một số cái đường mà người làm cái đường đi dạo trong cái rừng để cho người ta đi cái du lịch sinh thái để đi gọi là đi chơi vã cảnh là chưa có mà có thể khai thác được. Rất nhiều người thích là đi được.